Quý vị cứ thành thật mà niệm Phật đi, chắc chắn được dự phần lợi ích. Điển hình con kể cho quý vị nghe, có một bà cụ ở đường Hậu Giang quận 6 đó, con được biết cách đây 3 năm đó quý vị. Bà cụ này chỉ phát tâm niệm Phật có 1 năm rưỡi thôi. Bà có một đứa con gái duy nhất, con gái của bà có chồng rồi, rồi có 2 đứa con. Vậy mà hằng ngày bà ở nhà nấu cơm cho con của mình đi làm. Cô đó cũng đi làm từ sáng 7 giờ là cô đã đi làm, tới 4-5 giờ chiều cô mới về. Bà ở nhà bà nấu cơm, bà dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp việc nhà cho con, lo cho cháu của bà. Bà giờ rảnh đó quý vị, bà làm việc nhà xong giờ rảnh đó, là bà nhà ở ngay quận 6 đường Hậu Giang nhỏ lắm, bề ngang có 3m2, bà dài có 7m thôi. Vậy mà bà làm cái bàn Phật ở phía trước, bà ngồi bà niệm Phật. Khi bà nấu cơm bà lặt rau bà cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chữ bà dốt quý vị, bà cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật thôi. Con bữa đó sáng bà mới nói với cô con gái, nói con ơi, bữa nay con ở nhà nha, đừng đi làm. Cô con gái hỏi chi vậy má? Bà cụ mới nói bữa nay con đưa ở nhà để đưa má về Cực Lạc. Cô này cũng mới cười nói má ơi, má muốn về Cực Lạc thì má về một mình đi, còn con nghiệp nặng lắm, con phải ở thế giới cực khổ chứ không có về Cực Lạc được đâu. Còn má muốn về Cực Lạc thì má về một mình đi. Tưởng là bà mẹ mình nói chơi cho nên cổ mới nói rằng má muốn về Cực Lạc thì má đi một mình, còn con đang bận rộn ở thế giới cực khổ này. Rồi cổ cũng xách giỏ đi làm. Bà cụ mới quay lại gọi hai đứa cháu nói bữa nay tụi con ở nhà với bà được không? Mấy đứa nhỏ hỏi chi, bà mẹ nói đưa bà về Cực Lạc. Tụi nó mắc cười quá, nó mới nói Cực Lạc là cái gì, con có biết Cực Lạc là cái gì đâu. Rồi nó cũng đi học. Theo thường lệ 4-5 giờ chiều thì cô con gái về tới nhà là nghe mùi đồ ăn đầy hết á. Bà cụ làm sẵn cơm canh nóng hổi, đồ xào đồ kho dọn lên bàn cho con cho cháu. Bữa đó cô này cô đi về, cô mở cửa cô vô, cô thấy mẹ cổ đang ngồi mặc áo tràng, tay cầm sau chuỗi mà ngồi im nha quý vị. Cô vô cô dở lòng bàn lên không thấy gì hết, dở nồi lên thấy lạnh tách lạnh tanh, không có cái gì ở trong nồi hết. Cô hậm hực cô quăng cái giỏ xuống, cô để gạo vô nồi cô vo, mà cô nói má ơi má, má làm gì Phật á, thì cũng dành thời gian bắt nồi cơm giùm cho con, giờ này cơm cũng không có mà canh cũng không có, tụi nó đi học về lấy gì ăn. Cô cằn nhằn cử nhữ vậy mà thấy bà cụ cũng không trả lời nữa. Bắt nồi cơm xong, cậu mới đi ra, cậu mới giật cái áo tràng bà già đó. Cậu nói má, má làm ơn má xuống má coi nồi cơm để con đi ra con coi, con mua miếng rau về luộc cho tụi nó ăn. Thấy bà cụ cũng làm hinh luôn. Cậu mới nói má, khiều khiều thấy bà ngồi bất động mà tay vẫn còn cầm sau chuỗi nha quý vị, gương mặt vẫn tươi tỉnh. Cậu mới bước lại, cụ giật hoài, kêu hoài, khiều hoài, bà cụ vẫn ngồi yên. Thì cổ để tay lại gần thì cổ nghe rằng bà cụ không còn hơi thở nữa. Cụ mới la lên, má tôi chết rồi, má tôi đi rồi, mà bà cụ vẫn ngồi yên như vậy. Đến khi cụ điện thoại cho các chùa gần đó, tại bà cụ thường hay đi chùa đó, điện thoại cho các chùa đến thì bà cụ đã đi rồi quý vị, đi hết 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Trưa đó là bà cụ đã đi rồi. Cụ kể lại, cụ mới nói sáng đó má con có nói là bữa nay ở nhà đi để đưa má con về Cực Lạc, con tưởng bà nói chơi thôi, con không ngờ là má con đi thiệt như vậy. Mà bà cụ chỉ phát tâm niệm Phật có 1 năm rưỡi thôi quý vị, mà bà cụ đã biết trước ngày giờ giảng sanh, nói cho con, nói cho cháu, nhưng mà tại con cháu không tin. Và bà cụ đã an nhàn tự tại ra đi, ngồi niệm Phật mà đi luôn đó quý vị. Lão thật niệm Phật đưa đến kết quả vãng sanh, biết trước ngày giờ tự tại vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.